các hãng lớn, thời trang lớn như LV, Hermès dùng da Epsom làm mặt chính và Kỳ Lăng sẽ dùng da Epsom xịn sò này làm mặt trong. Sản phẩm chất lượng từ da cá sấu nhập khẩu. Da cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon và được các công ty chuyên thuộc da, một trong những công ty lớn nhất thuộc da cho LV. Bình thường thì chúng ta cứ mang như vậy thôi. Bình thường thì chúng ta cứ xách tay đi như vậy thôi. Vì đi nhiều nên chúng ta sẽ mỏi chân và hay cầm mỏi tay nữa. Nên là chúng ta sẽ gắn cái dây này vào để đeo. Đeo để mình đi du lịch cho nó thoải mái. Vì vậy Kỳ Lăng mới ra thêm option này để quý khách chọn, và một số khách hàng, một số quý khách lại thích đeo thôi. Mà lâu lâu mình đổi phong cách mình đeo, hoặc là lâu lâu mình cầm. Ngoài cái túi xách, tức là ngoài cái ví cầm tay này thì rất nhiều sản phẩm khác như là mũ da cá đà điểu luôn nè, da cá sấu nè, và giày.